Thưa quý vị, khi đi trên những cánh đồng thuộc thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, nhiều người sẽ cảm thấy ngán ngẩm với hệ thống điện sản xuất của người dân tại đây. Những cột điện được dựng tạm bợ bằng cọc tre cao ngang tầm người đứng, trong khi đó hệ thống dây điện kéo từ công tơ chính đến từng thửa đất sản xuất chằng chịt như mạng nhện, nguy cơ tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Một số hình ảnh phản ánh về thực trạng này đã được khán giả Bùi Sinh có số điện thoại 0979 3 số cuối 056 ghi lại và gửi tới phản ánh cùng chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Đây là những hình ảnh mới được khán giả Bùi Sinh ghi lại trên một cánh đồng thuộc thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát. Để sử dụng hệ thống máy tưới tiêu cho cây trồng, những hộ dân nơi đây đã tự kéo điện từ hệ thống công tơ của điện hạ thế đến từng thửa ruộng. Trụ điện mà các hộ thường dùng đủ chủng loại, từ trụ bê tông đến trụ tre, bạch đàn, thậm chí nguy hiểm hơn còn có hộ chọn trụ sắt để giăng lưới điện. Đường dây điện mắc nối chằng chịt, chồng chéo lên nhau, chỉ cách đầu người trong gang tấc. Có đường dây điện còn mắc là trên mặt nước. Trụ điện, dây điện đã thế, công tơ điện, cầu giao điện cũng không khá hơn là mấy. Nhiều đường dây điện được mắc xuyên qua các lùm cây, rất nguy hiểm. Thưa quý vị khán giả, Bùi Sinh phản ánh tình trạng mất an toàn từ lưới điện nông thôn đã diễn ra từ khá lâu. Tuy nhiên, ngành chức năng vẫn tỏ ra thờ ơ, phó mặc. Gửi clip phản ánh tới chương trình, anh Sinh rất mong ngành điện lực Phù Cát cần sớm kiểm tra, khắc phục tình trạng trên, tránh để xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Thưa quý vị, về vấn đề này, chương trình Góc nhìn khán giả sẽ liên hệ với điện lực Phù Cát để xác minh và sớm xử lý. Thông tin phản hồi chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.